20 đến 30 tấn trong một ngày. Vâng. Ngày đêm chúng tôi có thể đạt được cái mức độ như vậy. Thì hiện nay cái đơn hàng thì cũng vẫn chỉ có một vài đơn hàng thôi, và cái số lượng một vài tấn thì cũng không thấp gì đâu so với cái khả năng của chúng tôi. Và hy vọng rằng sáng tuần tới thì chúng tôi cũng có cái đơn đặt hàng 10 tấn, 20 tấn để chúng tôi có cái sức làm việc. Vâng. Thưa ông, nếu như mà chúng ta làm lẻ tẻ tức là 1-2 tấn so với cái quy mô của nó là từ 20 đến 30 đúng không? 30 tấn thì cái chi phí nó có tăng lên không hay là chúng tôi không tăng chi phí, và chúng tôi ưu tiên cho tất cả các việc đó để mà chiếu xạ phục vụ bà con nông dân. Ý em là về mặt kỹ thuật ấy, thì về mặt kỹ thuật thì với cái đơn hàng mà với quy mô là 20 đến 30 tấn nhưng mà vì là mình chỉ có 1-2 tấn thôi thì nó có là thì chúng tôi để lãng phí. Tức là mình có thể nói là nếu như mà khả năng có thể 20-30 tấn là chỉ chiếu 1-2 tấn một ngày mà không chiếu cái gì nữa thì chúng ta sẽ bị lãng phí cái tài nguyên, lãng phí cái nguồn phóng xạ và lãng phí cơ sở vật chất.